Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Kinh tế Tài chính Bất Động Sản của chúng tôi. Trong bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sắp có công viên trung tâm và khu đô thị mới gần Hà Nội với vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng. Choáng với giá biệt thự thành phố Hồ Chí Minh chạm mốc 700 tỷ đồng một căn. Chọn nhà đầu tư cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu. Vingroup có thể bán cổ phần VinBrain cho Nvidia. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án công viên trung tâm và khu đô thị mới Đông Khóa Châu do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Sakura được thực hiện trên khu đất có diện tích sử dụng khoảng 340.177,2 m2, hơn 34 ha, thuộc địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khóa Châu, tỉnh Hưng Yên. Phía Bắc giáp các dự án quy hoạch khu nhà ở tiếp giáp đường DH45, phía Nam giáp đường quy hoạch đô thị và cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ, phía Đông giáp đường giao thông, phía Tây giáp đường quy hoạch đô thị. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 466 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay khoảng 2.642 tỷ đồng, chiếm 85% tổng vốn đầu tư, quy mô dân số dự kiến khoảng 4.577 người. Các sản phẩm dịch vụ dự kiến cung cấp bao gồm 989 căn nhà ở thương mại liền kề, 124 căn biệt thự, công trình thương mại dịch vụ, công trình cao tầng hỗn hợp đa chức năng, bãi đỗ xe ngầm, văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư thương mại. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án trong 7 năm. Mục tiêu của dự án này là nhằm đầu tư xây dựng một khu đô thị mới có kiến trúc hiện đại, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh với các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trong khu vực, người lao động trong khu công nghiệp và các đối tượng khác. Bạn có bất ngờ với quy mô của dự án trên? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé! Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không thể bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Cái Côn, thành phố Ngã Bảy với vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án khu đô thị mới Cái Côn, thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang có tổng vốn đầu tư hơn 2.024 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư gần 666 tỷ đồng, chi phí thực hiện dự án hơn 1.358 tỷ đồng. Dự án trên diện tích hơn 667.000 m2, quy mô dân số khoảng 8.200 người, gồm nhà liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất cho thuê đất. Nhà đầu tư dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang chấp thuận liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Miền Tây Hậu Giang và Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn, Bình Định. Mới đây, trong báo cáo quý 3 năm 2024, DKRA Group chỉ ra mức giá sơ cấp phân khúc nhà phố biệt thự thành phố Hồ Chí Minh và khu lân cận. Theo đó, giá bán sơ cấp thành phố biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh cao nhất lên tới 700 tỷ đồng một căn, thấp nhất là 5,3 tỷ đồng, trong khi Đồng Nai cao nhất là 228,5 tỷ đồng, thấp nhất là 2,2 tỷ đồng, Bình Dương cao nhất là 45,5 tỷ đồng, thấp nhất là 2,4 tỷ đồng. Long An cao nhất là 39,4 tỷ đồng, thấp nhất là 2,6 tỷ đồng. Bà Rịa Vũng Tàu cao nhất là 12,5 tỷ đồng, thấp nhất là 4,6 tỷ đồng. Tây Ninh cao nhất là 8,5 tỷ đồng, thấp nhất là 2,8 tỷ đồng. Được biết, sản phẩm biệt thự có giá 700 tỷ đồng một căn thuộc một dự án khu đô thị nằm tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quý 3 năm 2024, nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp nhà phố biệt thự tăng lần lượt 16% và 6,8 lần so với quý 3 năm 2023, trong đó hơn 70% nguồn cung phân bổ ở hai thị trường Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. So với cùng kỳ năm trước, nguồn cung và lượng tiêu thụ mới có nhiều chuyển biến tích cực khi đạt mức tăng lần lượt là 4,1 lần và 7,6 lần, trong đó Đồng Nai chiếm 55% tỷ trọng nguồn cung và 47% lượng tiêu thụ mới trong quý. Sức cầu thị trường ghi nhận tín hiệu tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ chung của thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, tỷ lệ đạt khoảng 11% trên tổng nguồn cung. Mới đây, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án đầu tư cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu. Theo báo cáo của liên danh tư vấn Portcost, Tediport, HPEC, vị trí cảng tàu khách quốc tế được xác định giáp khu tổ hợp nhà ga, cáp treo, khu vực bãi trước, thành phố Vũng Tàu. Quy mô gồm nhà ga hành khách kết hợp cửa hàng miễn thuế, văn phòng khách sạn và căn hộ du lịch, bến du thuyền, bãi xe taxi, xe buýt, các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, cầu tàu, kè bờ, đê chắn sóng, khu bến cảng công vụ, hoa tiêu, bến khách gồm một cầu cảng cho phép đậu hai bên, đáp ứng cho cỡ tàu 225.000 đến 228.000 GT hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện. Tổng chiều dài bến 420m, trong đó sàn đón khách dài 120m, cầu cảng nối với bờ bằng cầu dẫn dài khoảng 700m. Phía trong bố trí các bến du thuyền, bến tàu công vụ, dịch vụ hàng hải cho hoa tiêu, cảng vụ, bến thủy phi cơ được bố trí bến riêng phía đông, đông nam với tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng. Bến cảng tàu khách quốc tế này được đánh giá có quy mô lớn nhất khu vực phía Nam. Kết luận, cuộc họp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thọ giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp Sở Giao thông Vận tải tìm phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện toàn bộ dự án, bao gồm cả phần công trình thủy công và các công trình kiến trúc trên bờ thuộc phạm vi lấn biển khoảng 10 ha theo hình thức đấu giá. Sở Giao thông Vận tải hoàn thiện hồ sơ dự án tiền khả thi trong tháng 10 năm 2024 và đề xuất tổ chức lấy ý kiến các nhà đầu tư quan tâm đến dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền chấp thuận. Theo Tech in Asia, Vingroup đang muốn bán cổ phần của mình tại VinBrain và VinAI. Bên mua có thể là Nvidia, gã khổng lồ ngành chip của Mỹ. CEO Nvidia Jensen Huang dự kiến đến Việt Nam vào tháng 11. Nguồn tin giấu tên chia sẻ với Tech in Asia rằng Vingroup đang muốn bán cổ phần của mình tại hai công ty con trong mảng AI là VinBrain và VinAI. Tương tự, ba nguồn tin của The Business Times cho biết Nvidia đang thảo luận với các bên liên quan để hoàn tất việc mua lại VinBrain, công ty chuyên về các giải pháp chăm sóc sức khỏe hỗ trợ bởi AI. The Business Times tiết lộ thêm rằng Nvidia trước đây đã cân nhắc việc mua lại VinBrain hoặc VinAI. Hiện nhà sản xuất chip được cho là đang thảo luận với các bên liên quan để hoàn tất việc mua lại cổ phần tại VinBrain. Khi The Business Times liên hệ, cả Vingroup và Nvidia đều từ chối bình luận. Báo cáo tài chính của Vingroup cho thấy, tính đến cuối tháng 6, Vingroup nắm giữ lần lượt 49,74% và 65% cổ phần tại VinBrain và VinAI. VinBrain là công ty liên kết của Vingroup. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đầu tư 126,6 tỷ đồng, 5 triệu đô la Mỹ vào công ty AI này tính đến cuối năm 2023. VinAI được thành lập như một viện nghiên cứu của Vingroup. Sau đó công ty này trở thành công ty con vào năm 2021 với số vốn là 425 tỷ đồng, 17 triệu đô la Mỹ. Nvidia hiện đang lên kế hoạch đưa CEO Jensen Huang đến Việt Nam vào tháng 11 tới, theo nguồn tin thân cận. Thỏa thuận với VinBrain có thể sẽ là một trong những điểm nhấn trong chuyến thăm này. Hơn thế nữa, Huang còn dự định sẽ đến Việt Nam thường xuyên hơn trong những năm tới. Bạn có bất ngờ trước thông tin Vingroup có thể bán cổ phần VinBrain cho Nvidia không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm tiện ích hiện đại cho cuộc sống hàng ngày? Hãy cùng khám phá ngay top 6 sản phẩm hot tại cửa hàng CafeLand mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Máy xe sinh tố đa năng Godwell đáp ứng mọi nhu cầu xe nhuyễn thực phẩm. 2. Máy massage gun cầm tay booster U1 giúp giảm căng cơ, thư giãn. 3. Quần dài nam Guzado, chất liệu vải gió thể thao cao cấp mang lại sự khỏe khoắn, thoải mái. 4. Tai nghe Bluetooth Basis VM01 TVFS công nghệ chống ồn hiện đại. 5. Nồi cơm điện sáp thiết kế hiện đại với đáy 5 lớp giúp cơm nấu chín đều, thơm ngon. 6. Đèn năng lượng mặt trời 2500W giúp tiết kiệm năng lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng CafeLand ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng nhất về kinh tế, tài chính, bất động sản, quý khán giả hãy theo dõi kênh và nhấn nút biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin kính chào quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.